Rồi chào các bác nha. Hôm nay tiếp tục giao xuồng nữa, quá gian cái xe này lên Sài Gòn. Giao mấy xuồng ba lá nhỏ nhỏ này. Mấy cái xuồng này thì ba lá 5 dài 46 2.8 triệu. Còn như mấy cái xuồng này thì nó 2.5 triệu 50. Đây hôm nay còn mấy nhiều lắm, cano, ý vỏ lãi chứ mình chưa có cano. Đây mấy cái 3-4m9 rồi nè. Nè xuồng có đóng ở đây đó, ở trong cũng còn nữa. Nhiều lắm. Giá cả thì cứ quay từng cái xem thôi. Ví dụ như mấy cái vỏ lãi thì nó tầm cỡ 3.6 triệu là có rồi nha các bác. 3.6 triệu nè, con này nó xuồng ba lá nhỏ nè, 4m4 2.7 triệu. Cái này cái gì đây, 5 lá 2.8 triệu nè, đó dài vậy nè, đó thấy không. Cái này bằng composite cứng lắm, này cũng dễ sửa lắm, dễ giá nữa. Người mang giá này cho bác xem chơi nè. Cập nhật vậy đó. Còn giá cả thì nó thay đổi, có gì mình báo sau. Nó có xuồng kayak này, xuồng kayak bơi trên sông. Đây là mấy xuồng độc mộc ở trong. Này xuồng hai người ngồi này chắc đi ra biển mới chơi được quá. Rồi ship toàn quốc nha, có gì thì bác cứ liên hệ, có xe thì mình chuyển ra thôi. Rồi các bác nào gấp thì để mình điện về số bạn công ty đi, rồi có gì thương lượng sau ha. Cảm ơn các bác nhiều nha.